Trachea là gì? Là khí quản. Và nó còn có một cái tên đồng gọi đồng nghĩa với nó sẽ là windpipe. Windpipe đó là khí quản hay là cái ống gió ha. Wind có nghĩa là cái là gió đúng không ạ? Pipe là cái ống gió, tức là cái khí quản. Và tương tự thực quản ấy thì cái ống thức ăn đúng không ạ? Esophagus thì đồng nghĩa với nó sẽ là cái ống thức ăn là food pipe thôi ạ. Hoặc là có khi mình sẽ gặp đó là gullet. Cái này thì lâu lâu mình mới gặp, nó cũng không xuất hiện thường xuyên lắm ha. Rồi đó là cái ống thức ăn hay là thực quản. Rồi tiếp theo ở đây là rốn phổi. Là rốn phổi thì mình sẽ có thuật ngữ đó là hilum. Hilum là số ít. Nếu mà mình muốn nói hai cái rốn phổi thì mình nói là hilum, là chữ âm này sẽ thay thế bằng chữ ờ ha. Hilum là số nhiều, hai cái rốn phổi, và hilum là số ít. Rồi hai bên này sẽ là lungs, là phổi thôi ạ. Phổi là danh từ, và đôi khi mọi người sẽ gặp cái từ này, mà không phải đôi khi nữa, mà pulmonary. Đây cũng là phổi đúng không ạ? Nhưng mà nó là thuộc về phổi ha, nó là tính từ, ví dụ kết hợp với gì? Với cái động mạch phổi ha, artery, pulmonary artery là gì ạ? Đó là động mạch phổi ha. Rồi, lungs là nó là một cái danh từ chỉ về phổi. Rồi, số 4 sẽ là diaphragm. Diaphragm, mọi người chú ý cho mình cái từ cái âm chữ G này này, nó sẽ đứng đứng sau chữ A ha. Một số bạn sẽ bỏ cái chữ G này, bỏ chữ G này nó ra cái nghĩa khác nữa. Rồi, diaphragm hoặc là gì? Đó là hai cái cơ hoành đúng không ạ? Còn nếu mà mình muốn nói một cơ hoành thì sao ạ? Một cơ hoành thì mình sẽ có thuật ngữ đó là gì ạ? Hemidiaphragm. Đó là cơ hoành bên phải hoặc là cơ hoành bên trái. Rồi, heart là tim, chính xác ạ. Heart là tim. Ở đây thì mình không đọc là hết hết nè, mình đọc là heart là tim. Tim ở đây là danh từ, vậy mọi người đôi khi lại gặp cái từ này, cardiac là gì ạ? Là tim, thuộc về tim nhưng mà nó là tính từ ạ. Ví dụ bệnh tim mạch đi, disease, lý tim mạch thì chúng ta sẽ có thuật ngữ này ha. Rồi tiếp theo số 6 sẽ là gì ạ? Số 6 thì chúng ta có thể nói nó là quai động mạch chủ ha, hoặc là gì, bình thường cái chỗ này này, cái nấm ở đây á, thì mình có thể gọi là knuckle hoặc là nope. Knuckle có nghĩa là cái khớp nối giữa cái quai động mạch chủ và cái động mạch chủ ngực xuống á, thì chúng ta sẽ có cái knuckle, khớp nối, hoặc là cái nấm phồng ra. Còn quai động mạch chủ luôn á thì mình sẽ có thuật ngữ đó là aortic. Aort cái quai động mạch chủ ha, quai động mạch chủ. Rồi cái số 7 sẽ là wrist, là cái xương sườn ha, số 7 xương sườn. Mới nãy có bạn chỉ vô đây là cung trước cũng được vì nó cái trồng hình ha. Rồi số 8, mới nãy có bạn nói là shoulder. Shoulder là chỉ cái vai nói chung, còn ở đây là cái xương vai thì mình có thuật ngữ đó là scapula. Scapula. Ở đây là số nhiều nên là scapula ha, scapula. Số ít là scapula, là bỏ chữ e đi á, thì chúng ta sẽ có cái số ít. Rồi số 9 là breast, là vú ha. Nếu mà muốn nói hai vú thì chúng ta thêm s vào thôi. Và số 10 sẽ là bowel gas, là khí ở trong ruột. Chúng ta nói chung khí ở trong ruột. Rồi tiếp theo, còn cái câu hỏi thứ hai đó là gì ạ? Các cấu trúc mà nó hay bị obscure là chồng lấp ấy, bị che mờ, nó bị che mờ và không thể thấy được. Đầu tiên đó là cái gì ạ? Sternum là xương ức ha. Xương ức thì mình sẽ có thuật ngữ đồng nghĩa với nó sẽ là gì ạ? Breast bone. Xương ức thì từ đồng nghĩa của nó là đây, sternum, breast bone. Rồi thực quản cũng hay bị che lấp, và spine là cái đốt sống ha, cái cột sống ha, spine là cột sống. Rồi
Blur là cái màng phổi á. Blur là màng phổi. Hoặc là fissures là gì ạ? Là cái rãnh, các cái rãnh liên thùy. Và đoạn động mạch chủ này nó cũng sẽ bị che lấp, aorta. Đó là các cái câu hỏi, một số các cái cấu trúc giải phẫu mà mình vừa giới thiệu cho mọi người ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta cũng có thêm một số các giải phẫu khác như là clavicle là gì ạ? Đó là cái xương đòn ha, clavicle xương đòn, và cái thuật ngữ đồng nghĩa với nó sẽ là collarbone. Collarbone. Đây, đây chị âm A ha. Collarbone là cái xương đòn. Rồi cung trước và cung sau xương sườn thì là cung sau là posterior rib và cung trước sẽ là anterior rib. Rồi ở đây chúng ta có hai cái góc sườn hoành ha. Góc sườn hoành thì mình sẽ angle là góc đúng không ạ? Angle là góc. Nó sẽ khác với angle nha. Đôi khi mình thấy mấy bạn sẽ viết nhầm cái từ này. Angel là gì ạ? À? Angel là thiên thần đúng không ạ? Đây, angel là thiên thần ha. Còn angle là cái góc. Thay thế hai cái chữ này thôi. Rồi và góc xương hoành thì costal là gì? Là xương, thuộc về xương. Phrenic là hoành ha. Costal phrenic angle là cái góc xương hoành bên phải và bên trái. Rồi ở đây chúng ta có rỗng phổi thì nó sẽ chứa gì ạ? Lymph nodes là cái hạch bạch huyết ha, các cái hạch bạch huyết rỗng phổi. Rồi ở đây chúng ta có cái đỉnh phổi một đỉnh thôi á, thì mình sẽ có thuật ngữ đó là apex ha. Hai đỉnh sẽ là apices. Apices là hai đỉnh phổi ha. Rồi chúng ta sẽ đi qua cái phần tiếp theo. Còn cái này là cũng các cái thùy phổi thì chắc mọi người cũng đã biết ha. Cái rãnh liên thùy bé thì mình sẽ có đó là minor fissure hoặc là horizontal fissure, rãnh ngang, rãnh liên thùy bé. Nhưng cũng có một số tài liệu người ta biết là cái rãnh ngang á, còn cái rãnh liên thùy lớn thì mình sẽ có thuật ngữ đó là gì ạ? Rãnh liên thùy lớn tức là rãnh chéo, oblique fissure, rãnh chéo hoặc là rãnh liên thùy lớn. Thì mình cũng có thể sử dụng thay thế cái từ oblique. Oblique này thành là đó là major, hoặc là gì ạ? Hoặc là greater đều được ha. Fissure đó là các cái rãnh liên thùy lớn. Đấy, chúng ta sẽ qua cái này là các cái cấu trúc trung thất thôi. Ví dụ tĩnh mạch chủ trên này là superior vena cava, và tĩnh mạch chủ dưới thì là inferior vena cava. Rồi tiểu nhĩ thì mình có tiểu là gì? Appendage là tiểu ha. Atrial là cái tính từ thuộc về nhĩ. Atrium là tâm nhĩ ha. Rồi, chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo. Mình trích ra một phần.